Kế ghép implant là giải pháp phục hình hiện đại được ưu tiên lựa chọn trong nha khoa vì nó giúp phục hồi khả năng ăn nhai, từ đó cải thiện sức khỏe. Việc trồng răng sớm còn giúp ngăn chặn tình trạng mất nhiều răng hơn. Tuy nhiên, việc trồng răng implant cho người già lại khiến nhiều người lo ngại gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ba mình năm nay là gần 70 tuổi rồi. Ông bị mất một vài răng hàm nên là việc ăn uống kém. Mình rất muốn trồng răng implant cho ông, nhưng mà không biết là cái việc trồng răng này có nguy hiểm gì không, và nếu mà mình làm thì cần lưu ý những gì? Trồng răng implant có giới hạn độ tuổi không? Trường hợp nào thì người cao tuổi có thể làm răng implant được? Tiến sĩ bác sĩ Hồ Nguyễn Thanh Chương, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt, răng hàm mặt, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải đáp cho khán giả ngay bây giờ. Thưa bác sĩ, việc trồng răng implant này có giới hạn độ tuổi hay không? Như ba em năm nay là gần 70 tuổi rồi, thì có thể làm được phương pháp này không ạ? Chào bạn, thì câu hỏi của bạn có thể được trả lời như vậy. Ở người cao tuổi thì cũng thường là mất răng rồi. Tuy nhiên, nếu mà giải pháp implant mà được thực hiện thì cũng cần một số điều kiện cần thiết để thực hiện nó. Thứ nhất là về tình trạng tại chỗ, tức là cái vị trí mất răng của người cao tuổi đấy, thì ở vị trí đó phải không có tình trạng viêm nhiễm cấp tính, phải có những điều kiện về xương được phải được khảo sát trên phim trước khi mình tiến hành cắm implant, nó phù hợp, có thể có xương để mình có thể cấy được. Cái thứ hai là vì trồng răng trên implant thì phải có vô cảm, thông thường là chích thuốc tê hoặc có thể là có khi là gây mê nếu cần. Thì như vậy cái tình trạng sức khỏe toàn thân của người cao tuổi đấy phải đảm bảo để có thể tiến hành gây tê hoặc gây mê. Như vậy thì có thể nói rằng một số người bệnh mà có những tình trạng mà chưa ổn định, ví dụ như là tình trạng viêm nhiễm cấp tính tại chỗ cảm implant mà chưa ổn, phải điều trị để ổn định. Và thứ hai là tình trạng sức khỏe toàn thân mà ảnh hưởng đến cải cách implant, ví dụ như là tăng huyết áp chưa ổn định, ví dụ như có một số trường hợp là bệnh nhân phải dùng thuốc gọi là kháng đông máu, ví dụ như là bệnh nhân có những bệnh nhân về tim mạch đặt stent vạch vành, ví dụ như vậy, thì cần phải được bác sĩ chỉ định ngưng thuốc trước khi cấy, chứ không phải được cấy liền. Rồi một số bệnh gây lành thương kẽm, ví dụ như là bệnh đái tháo đường chẳng hạn, thì cần phải kiểm soát trước tốt, và bác sĩ nội tiết phải là đảm bảo là tình trạng hôm nay là ổn định rồi, có thể tiến hành cấy được thì mình tiến hành cấy. Thực ra thì không phải cứ người cao tuổi là không có khó cấy được implant. Thực ra thì những bệnh nhân mà lớn tuổi nhất, cao tuổi nhất của tôi mà cấy được implant một khi là gần đến 90 tuổi. Thế nên là mình nói giới hạn độ tuổi thì không hẳn là giới hạn. Tuy nhiên quan trọng là những yếu tố trên ở người cao tuổi thì rất là dễ bắt gặp, và mình kiểm soát được những yếu tố đó thì mình có thể cấy được. Quy trình trồng răng implant sẽ được thực hiện như thế nào thưa bác sĩ? Muốn cấy được implant trên miệng mình của một người bệnh thì bác sĩ nó phải có sự thăm khám về lâm sàng trên miệng người bệnh như thế nào cụ thể. Rồi cả thứ hai phải có những cần lâm sàng. Đầu tiên là phải có chụp phim, thường là phim CT, để xác định cái tình trạng xương của người bệnh còn lại như thế nào. Thì nếu mà tình trạng xương mà nó thiếu chẳng hạn, có khi cần phải ghép xương thêm rồi mới cấy được implant, chứ không thể là cấy implant ngay được, ví dụ vậy. Cái thứ ba là phải làm một số xét nghiệm về cần lâm sàng để đảm bảo là người bệnh có thể làm một cái tiểu phẫu như cấy implant được, hoặc là một cái phẫu thuật lớn, ví dụ ghép xương vân vân được. Đó là những xét nghiệm mà thường quy để gây tê hoặc thậm chí là gây mê đó. Thì nếu mà những yếu tố đó đều đảm bảo được rồi thì bác sĩ sẽ lên một kế hoạch. Thì hiện tại thì bác sĩ thường sẽ được trợ giúp của máy tính, thì có những phần mềm có thể lên kế hoạch trước, và mình có thể thực hiện cái ghép implant số lượng rồi vị trí vân vân, rồi ghép xương vị trí nào vân vân, y như kế hoạch của mình đã thiết kế trên máy tính, và mình cứ việc mình thực hiện thôi. Với cái công nghệ số tiến bộ như hiện nay và ứng dụng vào y học cũng như nha khoa thì giúp ích rất nhiều trong việc chuẩn bị, thiết kế
và hoạch định cái kế hoạch cũng như là hỗ trợ bác sĩ trong việc cấy ghép implant. Em xin cảm ơn bác sĩ và chương trình rất nhiều ạ. Xin chào bạn và xin chúc bạn tìm được một chỗ cấy ghép implant uy tín và bố bạn có được một hàm răng được cấy ghép implant thành công.